Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng hướng về sân vận động quốc gia Toda để hướng về trận chung kết trong mơ của Real Toba gặp FC Tiền FFC. Vâng, như quý vị và các bạn quan sát trên màn hình, FC Real Toba có về cầu môn bên phía tay phải màn hình với đồng phục truyền thống là màu sọc trắng đỏ. FC Kizuna bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình và quần áo đồng phục là màu xanh nổi. Phạt góc dành cho VNFC. Vâng, một pha sút góc và phối hợp của các cầu thủ VNFC. Trong lịch sử hai đội cũng đã từng chạm trán vào trận chung kết tranh giải cúp Tứ Hùng. Và trong trận đấy thì Real Toma đã giành được chức vô địch. Liệu ngày hôm nay Real Toma có tiếp tục viết lên lịch sử đã hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón. Dành cho Real Toma. Thế Quốc. Minh Phương. Quý Dương. Và băng lên kịp thời của thủ môn Duy Hoàng. Sút pin dành cho VNFC. Không có gì làm khó Duy Hoàng trong tình huống vừa rồi. Quý Dương. Đình Kính. Vào qua người rất tốt của Đình Kính. Đã có lỗi. Xuất phạt dành cho Real Toma. Văn Trang là người thực hiện xuất phạt. Minh Phương, Quý Dương. Bóng vẫn trong chân của Quý Dương. Không được. Thêm một pha sút pin dành cho các cầu thủ Real Toma. Thế Quốc xuất ra, không được. Lực bóng đi là rất căng, thế nhưng bóng đi chết bên ngoài cầu môn. Nỗ lực đánh đầu lấy bóng của cầu thủ áo số 2 bên VNFC. Văn Trang. Minh Phương. Thế Quốc. Quý Dương. Thế Quốc. Chỉ bóng cho Văn Trang. Không được. Xa.
Phan Đỗ Duy Hoàng. Thêm một pha bắt bóng xuất sắc của Duy Hoàng. Đình Kinh. Quý Dương. Vẫn là Đình Kinh. Tuấn Anh. Thế Quốc. Spin dành cho các cầu thủ VNFC. Đã đi ra ngoài vạch biên. Thế cô là người thực hiện sút biên. Minh Phương. Huy Dương. Bóng đi ra ngoài vạch biên. Vâng, với tính chất là một trận chung kết, những tình huống cố định luôn cần phải sự tập trung cao độ của các cầu thủ và đánh đầu là của cầu thủ áo số 2 bên VNFC, lợi dụng với chiều cao nên những đường chuyền bóng bóng là dễ yếu. Thế Quốc. À, đánh đầu vừa rồi là của Tuấn Anh. Đội bạn xuất xa. Không có gì nguy hiểm. Minh Phương. Giờ bóng lên Quý Dương. Một pha vô lê của Quý Dương thế nhưng không được chính xác. Nếu chính xác thì đúng là một siêu phẩm sẽ xuất hiện. Đội bóng bạo. Không được. Nỗ lực cứu bóng của Đình Kính. Xin lỗi là Thế Quốc. Thế nhưng bóng đã ra ngoài sân. Bóng đang trong chân cầu thủ Real Tobama. Văn Hiền. Đình Kính. Bóng ra ngoài vạch biên. Số biên dành cho Real Tobama. Minh Phương. Văn Trang. Thế Quốc. Đưa bóng vào. Đường chuyền xin lỗi là cú sút rất căng từ xa của Thế Quốc. Nhưng bóng đi không được hiểm, bay đúng vào tầm đứng của thủ môn bên Kizuna. À xin lỗi là VNFC. Em ơi, không phải vậy.
Quý Dương. Tình huống đáng tiếc. Còn góc dành cho Real Madrid. Sút nào. Tung ra cú sút vừa rồi là cầu thủ Tuấn Anh. Một tình huống rất nguy hiểm. Bóng đi khá hiểm, thế nhưng chệch ra một chút. Tuấn Anh không được và đánh đầu rất có sức của Tuấn Anh, thế nhưng sức dấn là chưa đạt, thế nhưng thế nên tầm bóng bay ra ngoài. Rất may, một sóng gió vừa qua đi. Với tính chất là một trận chung kết, thế nên những tình huống cố định luôn tỏ ra rất căng thẳng. Tình huống nguy hiểm. Rất may. Minh Phương. Tuấn Anh. Không được. Minh Phương. Sút bóng xa. Không được. Và đấm bóng vừa rồi của thủ môn bên VNFC. Sút xa. Rất tiếc. Một cú sút rất đẹp mắt. Thế nhưng thủ môn bên VNFC tỏ ra rất xuất sắc. Một trận đấu hai đội luôn cống hiến những tình huống, những pha bóng rất đẹp mắt. Quả là hai nhà ứng cử viên vô địch. Sút xa không. Liên tục là những pha sút xa của Văn Trang nhằm vào cầu gôn bên VNFC. Thế nhưng thủ môn của họ bên này hôm nay tỏ ra rất xuất sắc. Bóng đang chậm dần các cầu thủ VNFC. Nỗ lực chặn bóng vừa rồi là của Văn Trang
Đình Kính. Văn Phương. Văn Trang. Và bóng đông xa. Phạt góc dành cho Real Tobama. Thầy cũng là người tự ý xuất phạt. Đưa bóng vào. Không được. Thế cuộc Văn Trang. Đã có lỗi. Ông có lẽ là một cú phạt gián tiếp. Phút thứ 16, tỷ số vẫn đang là không đều. Hai đội tỏ ra ngang tài ngang sức. Liên tục là những tình huống nguy hiểm và những pha cứu thua xuất thần. Gì đấy? Thế cũng là người vừa đánh đầu đường chặn và đường chuyền vừa rồi. Không thay đổi em nhá. Sút biên dành cho VNFC. Vâng, trọng tài Văn Huy đã thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội Real Tobama gặp VNFC. Một trận chung kết rất căng thẳng. Tỷ số vẫn đang là một đều. Xin lỗi là không đều. Quý vị các bạn đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút giải lao. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là hiệp đấu thứ hai giữa hai đội Real Tobama gặp VNFC trong khuôn khổ trận chung kết thuộc vào cúp giao hữu. Vòng bảng gồm 6 đội và hai đội xuất sắc nhất vào giành quyền chung kết. Chúng ta cùng theo dõi xem ai sẽ là ứng cử viên vô địch lần này. Sút biên dành cho VNFC. Thế cuộc. Phạt góc vừa rồi là của bên VNFC. Đúng
bóng trong quyền kiểm soát có các cầu thủ Real Tomama. Cứu thương. Tình huống nguy hiểm. Phạt góc dành cho VNFC. Minh Phương, Văn Trang, Đình Kinh, Thế Quốc, đã có lỗi, trọng tài đã thổi. Cú sút là khá căng. Đi đá đi. Minh Phương. Văn Trang. Chỉ bóng về cho Duy Hoàng. Thế Quốc. Thế Quốc đang quan sát đồng đội ở trên. Với một nhãn quan chiến thuật cực tốt. Ôi. Thế Quốc. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ VNFC. Và sút xa là rất căng, rất bay bóng bay vào đúng xa ngang. Spin dành cho các cầu thủ VNFC. Đình Kinh. Bắn Đình Kinh không được. Nỗ lực của Đình Kinh rất đáng hoan nghênh. Và bằng người lên rất nhanh của cầu thủ mang áo số 9 bên VNFC. Vâng, những tình huống cứ có bóng là các cầu thủ luôn tỏ ra rất xông xáo. Đặc biệt là các cầu thủ bên VNFC. Văn Trang. Mất bóng rồi. Hà Nội Thế Quốc. Và lấy bóng kịp thời của Thế Quốc.
vừa đánh đầu cản phá vừa rồi là Văn Trang. Thế Quốc vẫn là Thế Quốc xuất xa, không được. Và xuất xa rất coi đầu của Thế Quốc, lực bóng đi khá căng. Thế nhưng cú sút là không được chính xác. Văn Trang, Thế Quốc, Minh Phương, Văn Trang, không được. Quý Dương chuyển bóng cho Đình Kinh. Văn Trang, Thế Quốc mất bóng rồi, không được. Đường chuyền khá lỗi của Văn Trang, nỗ lực lấy bóng rất đáng hoan nghênh của Văn Trang, không được. Một chút nữa thôi là bóng sẽ đến chân của Văn Tùng, xin lỗi là Đình Tùng. Từ đây chưa? Từ đây. Quý Dương, Văn Trang đưa bóng vào. Xuất xa là rất tốt của Văn Trang. Thế nhưng thủ môn bên VNFC cũng rất xuất sắc. Bắt góc dành cho Real Tô Ba Ba. Không được rồi. Thêm một pha sút pin. Không được, rất đáng tiếc. Thêm một quả bóng nữa đã ra đi. Toàn đấy là toàn Lào đấy. Công ty cũng... Bốn bóng rồi. Bên đây không vào lấy được à? Mất 5 trái rồi. Lên lên tầng rồi. Tổng trái vừa rồi là 5 trái. Trái à? Lên tầng có cửa. Không lên được. Nhà người ta không lên được. Thế ví dụ mất lúc quả này nữa đá bên kiểu gì ta? Về. Một sóng gió vừa qua đi. Bốc thăm Y Phương, rất nỗ lực. Bằng với tính chất một trận chung kết, các khán giả luôn theo dõi. Tổng ơi, tổng ơi bên này. Đâu rồi hai em? Tám. Phạt góc dành cho VNFC. Pha đánh đầu là của Minh Phương. Một pha vẫy bóng rất tốt của Đình Tùng, thế nhưng hơi mạnh. Đình Tùng nổi tiếng. Pha hỗ trợ đồng đội kịp thời của Văn Trang. Huy Dương, Đình Kinh, Văn Trang mất bóng rồi. Từ hai lên quắc. Thế Quốc. Lên. Đình Kinh. Không được. Ui, ta đã ngồi đi. Có này. Bỏ vào đây.
nỗ lực pha bóng là của Thế Quốc. Quay rồi em. Đây hãy Tuấn Kê. Hàng vạn khán giả trên hình của quý vị các bạn là các hot girl như Xuân Tuấn, Văn Hiền. Bình Phương không được. Còn 20 giây để bán. Đang quay. Đang quay biết rồi. Mình có 12. Bán lao 18. Nhẹ nhẹ thôi, anh giật mình. Mày sai em. Và sút phạt của các cầu thủ VNFC không có gì là khó khăn đối với thủ môn Duy Hoàng. Thế Quốc, một pha đáp trả của thủ môn bên VNFC. Hai thủ môn luôn tỏ ra rất xuất sắc. Thủ môn mình là các ông hay rồi. Minh Phương không được rồi. Cũng đội nào cũng muốn vô địch luôn. Thế nào cũng biết, thế nào cũng biết được World Cup thôi, chơi mấy cái. Công ta an ninh. Tôm ơi. Bóng rồi. Lên kinh, lên kinh. Đình kinh. Quý Dương không được. Đục lên đi. Điên rồi. Chuyển sang cho Đình Thông. Quý Dương có bóng rồi. Chưa được. Đình Thông. Phải rất nhiều lần. Ai là con bé cháu? Vẫn là Đình Tùng. Thôi bỏ đi.
Subin dành cho VNFC. Không có gì, không có gì. Đình Tùng nỗ lực lấy bóng rất tốt của Đình Tùng. Thay người bên Real Toma, Văn Hiền là người được tung vào sân thay cho Đình Tùng. Mấy phút đấy? 18 phút rồi, 18 phút rồi. Bù giờ. Vâng và bay lên. Bên đánh đầu cực đẹp của thủ môn bên VNFC. Thế nhưng bóng bay ra ngoài. Một nỗ lực dành cho những phút cuối cùng. Thủ môn bên đội họ đã dâng lên đội hình. Quý Dương. Vẫn là Quý Dương, không được. Bóng thì khá khó chịu. Đúng là kiểu như có hậu phương cách từ tiền thương tặng rồi anh bảo đi đứng ngay. Văn Hiền không được. Văn Trang xuất ra không được. Phạt góc dành cho Real Toma. Hết rồi. Đúng là anh hôm 23 là tất cả lao vào nhá. Hết rồi chanh này. Để nào vào, hết rồi chơi nào vào. Phạt góc cho Real Toma. 20 phút nữa. Bên dành cho VNFC. Có lẽ là một tình huống bóng. Ano Đình Kính đã hết rồi anh ơi. Kịp khép. Có lẽ đây sẽ là một tình huống cuối cùng của trận đấu. Chức vô địch đang đến gần với Real Toma. Cúp vàng đang được lấy ra. Vâng, cúp vàng đang được khắc tên. Chuẩn bị là Real Toma. Với một bàn thắng cực đẹp đến từ Đình Tùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi và ủng hộ cho Real Toma. Trên màn hình của quý vị và các bạn là Quý Dương, trọng tài Văn Huy. Vâng, đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ tiếp tục đến với lễ trao giải. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và lát nữa gặp lại. Ta đang